Ở đây cái giếng này là hệ thống giếng Bán Nguyệt. Thì chút xíu nữa mình sẽ nói tại sao lại xây dựng cái hệ thống này cho cô bác quý anh chị xem ha. Và bây giờ chắc mình là kẻ hầu bói thì chắc trước khi là mình quay một cái thước phim này thì mình sẽ vào đó mình thắp hương cho ông bà một cái ha. Chắc có lẽ là nhờ bác Năm dẫn đi ra sao. Mình lại tìm ra được một cái phim, một cái băng nói được chia sẻ từ bác Năm là cháu năm đời của ông Lê Vĩnh Phong, là một người Hoa quê ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. À, bây giờ mình sẽ đi hết đường ra này tới ngôi mộ của ông bà điền chủ ngày xưa. Đang được bao phủ bởi một cái hàng cao. Ủa? Mình không thấy đâu. Đây. À, một hồi liên lỗi thì mình đã vô được tới đây rồi. Đây là cái cổng vào của cái khu mộ của ông bà. Có cảm giác là có vẻ là hơi lạnh lẽo ha. Ôi, hết cái đường đang rồi. Ôi, ngày xưa ở đây có một cái, ôi, có một cái không gian này là không gian nghỉ á. À, không gian này là một cái giống như một cái nhà mà để nghỉ mát á. Ở đây là một hệ thống khu vườn. Ở đây cái giếng này là hệ thống giếng Bán Nguyệt. Thì chút xíu nữa mình sẽ nói tại sao lại xây dựng cái hệ thống này cho cô bác quý anh chị xem ha. Và bây giờ chắc mình là kẻ hầu bói thì chắc trước khi là mình quay một cái thước phim này thì mình sẽ vào đó mình thắp hương cho ông bà một cái ha. Ôi, mình thì được may mắn được có chú ông bà nữa. Chú Năm ra đây thì con có lẽ chú mời chú Năm lên đây không? À, theo cô, thưa cô bác quý anh chị, nãy thì Bùi Hồ nói tại sao là xây dựng một cái hệ thống giếng Bán Nguyệt như thế này. Có cái mã người tàu là mã là có cầu nước. Dạ, có nghĩa là ngoài sau lưng thì sẽ có một cái bình phong. Đúng ở rồi. Đây là cái giếng là gọi là gì, thủy tụ. Thủy tụ, đúng rồi. Thủy tụ, à. Để giúp cho cái việc làm ăn của con cháu sau này khá. Rồi phong, thủy tụ, phong gì không? Bình phong và thủy tụ không? Ừ. Nên thành nữ hệ thống nước ở đây. Bên đây là chắc để hệ thống trồng cây. Không phải bên đây chứa nước. Chứa nước hay không ha? Chứa nước là nước kiển dòng đây nè. Dạ, ông là quản luôn, ông là quản là một. Ở đây có mấy cái chậu kiển. Mất cái giếng rồi tôi đem vô nhà hết trơn. Hệ thống ngày xưa mình đi Huế á, các lăng tẩm của các vị vua á, thì cũng xây cái một cái hệ thống là thủy tụ. Đúng rồi. Ê, cái gì tàu gì có hệ thống bình phong hậu, và chúng ta thấy cái hệ thống mà của những người mà theo cái kiến trúc của người Hoa thì lăng mộ đây là cái phần ngoài trước này, để cũng dán và sau lưng là cái phần ông an nghỉ. Ông Năm ơi, ông có thể dịch được mấy chữ này không Năm? Ông lượng cũng biết. À, đây là cái hệ thống bia nè, và sau lưng là cái nơi an nghỉ đó, an nghỉ của ông được xây bằng mộ đất. Thì ngày xưa là theo cái hệ thống là làm bằng cái đất của người Hoa là phải đắp đất không? Phải đắp đất. Và bia là phải xây dựng kiên cố theo hình vòng cung như thế này. Là ông là cũng mất không biết mất năm nào hay không ha? Không, không biết năm nào. Đây, cái bà năm 80. Bà năm 80. Đây là được theo cái chữ Hoa hết. Cô bác quý anh chị biết thì có thể cho Bùi Hồ cũng như là rõ để về cái chữ Hoa mình theo. Thì không có gần lắm. Và diện tích này rất là lớn luôn hay không ha. Còn bên đây là sao? Con nuôi. Con nuôi của bà. Của bà đó. Ở đây thì chúng ta thấy cái trước cổng này á có hai cái búp sen. Hai cái búp sen, rồi ở đây là mộ của bà ngoài này. Bà dạ với ông chung lắm. Còn này là ai? Thổ đất. Ông thổ ha. Thổ đất. Thổ đất, thổ thần. Thổ thần. À, cái chữ trên được gọi là thờ thổ thần. Bây giờ mình cầm giùm anh này.
để con có thể dịch ra được thôi. May mắn gì nè, có thể là nó cái con máy này có thể dịch được cái danh mãi. Không có biết là chết năm nào xuống ấy. Này là khiết tinh khiết cái đây, gọi vô đây giùm anh. Ở trong cái hệ thống dịch của mình là sữa thử tinh khiết người, dịch không rõ lắm, để con coi đi, đứng lên rồi, bốn giữa rồi kiểm tra máy nó sắp ở dưới này, cờ chữ sách giật máy giật không có được. Đây là hệ thống ông với bà nằm chung ông bà chung á. Ồ, trong đất nữa. Ông chết trước. Ông chết trước thì trong ở đây. Ông chung ở đâu không? Trong đây là ông đây. Ông đây. Bà ở đây. Bà ông. Thì họ chết là làm khiêm tỉnh luôn. Làm biết tỉnh sẵn á. Giờ chừng bà chết trong 80 thì mới dập ra lấy có khiêm tỉnh sẵn rồi. Đại vô. Giờ mới viết chữ vô. Mới viết chữ vô. Cái lỡ là sẵn mà như cái chữ viết ra. Bên đây, đây là bên đây là bà hay không? Bên đây bà. Bên đây bà. Đây ngày chết nè. Đây ngày chết. Còn bên đây là của ông tỉa, ngày chết tỉa nè. Của ông đây ha. Đây là của bà. Ông là trước rồi. Rồi cái hệ thống là sau này là mình không ông không rành. Ông không. Mình không biết sư vào. Vậy là đất ông thì nha thì còn ra tới ngoài sau này. Còn đó bỗng bỗng ấy mà. Dạ. Chứ còn người tàu bỗng ấy chứ tàu. Nói chung là may mắn ngày hôm nay vô đây gặp được chú Năm để có thể chia sẻ. Đá ở đây là bằng hệ thống đá gì hay không? Hả? Đá này nè. Đá mài. Đá mài. Gọi đá mài. Đá này là lâu luôn lắm không? Đá này bằng đất ơi. Bằng sau này. Sau này. Là lúc trước là lúc trước cũng xây mà chưa có đá. Đá mài. Dạ. Có nghĩa là mộ ông lúc trước thì cũng làm sẵn gì? Cũng làm sẵn luôn ha. Thôi đây nè. Chữ hoa hết rồi. Ông biết được hai chữ này không? Không biết. Người trong vùng có ai dịch cho ông nghe không? Không nghe. Không nghe ai dịch hả? Hôm nay thì con đến đây được may mắn là được viếng phần mộ của ông với bà. Một cái kiến trúc của người Hoa kỳ rất là tồn tại ngay tại còn thì nó có nhỏ kia lại tôi nó một ngày đó. Dạ. Nó rồi quay bàn thờ rồi đó. Tôi cho quay luôn. Bàn thờ nhà ông hả? Nó quay luôn. Từ chữ của bà Sắm rồi đó. Bà sắm cái gì vậy? Bà mua cái gì hả? Ồ, khá là độc đáo khi mà cái kiến trúc nhà của theo phong cách Tây lẫn Đông của mình. Rất là độc đáo. Độc đáo rồi, còn bỗng tôi khen cái cậu bỗng. Dạ. Mấy kỹ sư lại tôi cho coi cho kỹ sư làm cầu cái nào cũng vô coi nữa. Dạ. Coi cậu có làm bỗng người sao? Dạ. Ngày xưa thì ông là một người giàu nức tiếng ở trong vùng này. Đúng rồi. Đất Bạc Liêu rồi cũng không khó nữa. Lúc đó là ông biết bà ông biết bà ở đây không? Bà hả? Dạ. Biết chứ, tôi sống chung với bà mà. Bà có thường kể trong nghe cái câu chuyện nào không? Không kể, tôi không hỏi. Không hỏi hả? Ừ. Như chỉ vụ đất đó ai hỏi thôi. Dạ. Bà có nói ông đất đai ngày đó. Xưa bà nhiều không? Nhiều. Nhiều hả? Ừ. Khoảng nhiều con, nhiều mẫu không biết không? Ở đâu còn mấy ngàn mà. Ngày xưa thì có công việc căn ở dưới nữa của rồi. Ông bà là làm lúa hay là làm gì không? Buôn bán. Dạ. Buôn bán lúa. Ừ. Hồi trước thì gốc gác ở Bạc Liêu. Gốc gác Bạc Liêu. Sau này đi buôn bán đi khắp nơi. Giờ thấy ở đây mới về đây. Thấy địa thế ở đây. Địa thế ở đây được. Tốt. Với nước rồi rồi sạch sẽ rồi đó. Vậy là. Dạ, người Hoa thì rất là trọng về phong thủy. Chứ hồi đó thì qua đi. Con tàu qua đây là ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu. Với Bạc Liêu cũng còn một hai người hỏi với tôi mà như tôi không biết. Dạ. Lâu quá không đi không biết. Dạ. Ôi, còn hệ thống giường này là của ông bà hết ông luôn. Bà. Dạ. Rồi con cảm ơn chú Năm. Rồi đây là cái theo chia sẻ của chú Năm á. Nãy thì mình không có gần, nhưng mà theo chia sẻ của chú Năm á, đây là
nếu mà miếu phụ thần thì không ơi không có người dọn dẹp nên thành thử như là tháng rồi không quân ở dưới đây ngày xưa là cúng thanh minh là bay máy bay vậy bay bay gì dạ giờ cúng lên rồi ăn ở đây rồi ăn đây dạ thưa cô bác anh chị lúc nãy không có sự chia sẻ của chú Năm á thì bộ hồ cho gần đây là nơi mà ông xây để mà tiếp khách nhưng mà theo chú Năm sau này chú Năm chia sẻ lại rằng á nơi này là để cúng thanh minh hàng năm. Thưa cô bác quý anh chị, sau một thời gian chắc có lẽ là mình có duyên với lại chủ nhà cũng như là bác Năm ở đây thì cái mục đích của mình di chuyển đến đây là chủ yếu là khám phá về cái ngôi nhà cổ của ông bà cụ Tá Điền Lý Vinh Phong. Và thật là may mắn khi mà mình được bác Năm là cháu đời thứ năm của ông bà đã cho mình được viếng thăm ngôi mộ của...